Buổi sáng sớm trên những bông hoa của cây trà vàng đã có những con ong mật, chứng tỏ một điều là những bông hoa này rất nhiều phấn và mật mới thu hút được loài ong này. Đây là cây kim hoa trà, cây này rất là nhiều hoa đang đã nở rộ. Cây này bé bé thôi, tầm 3 năm, hơn 3 năm một chút, nhưng mà rất là nhiều hoa. Chị anh chị đây cũng là cây kim hoa trà, cây này cao khoảng tầm 2 mét, rất là nhiều hoa. Đây, cây này khoảng 4 năm, hoa rất là dày và đang nở rộ rồi. Đó, chị thấy. Trên tay mình là những bông kim hoa trà, những bông kim hoa trà này rất là đẹp, vàng đẹp. Đây, để thu hoạch cho những cây này. Những cây này đảm bảo không có thuốc trừ sâu hoặc là phân bón nhé. Cây này 100% là không sử dụng các chất bảo vệ thực vật. Đây, đây là những bông hoa vừa được thu, để đảm bảo quy trình khép kín từ thu hoạch xong đến khi đóng gói, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó. Đây là cây trà hoa vàng Hakoda, nó có xuất phát điểm từ Bắc Cạn. Đây, hoa rất là to. Đây. Hoa to nhiều, đẹp, dày. Chúng anh chị, đây là cây trà vàng ba trễ, cây này rất là nhiều hoa nhé. Thì rằng tán nó không được đẹp lắm, cây này vẫn trên dưới đất này. Đó, đây là hoa nó nở hết rồi, rất là nhiều hoa. Em lại giới thiệu cho anh chị một cây trà vàng Hakoda siêu siêu nhiều hoa. Anh chị xem. Đấy, hoa rất là đẹp, tròn đẹp, dày. Đây, đây nữa. Sơ sơ vài chục bông đến vài trăm bông. Đây, dưới này nữa. Đây, chị thấy. Rất là nhiều hoa nhá, hoa đẹp, bóng. Cây này thì nhỏ nhỏ thôi. Đây. Cây rất là nhỏ, nhưng mà nó nào có thế, rất là nhiều hoa. Hoa đang nở. Nhìn hoa siêu nhiều, siêu dày, siêu đẹp. Đây là những bông hoa Hakoda vừa được thu hoạch. Thì cái bông hoa này thì đảm bảo 100% tự nhiên, không phun thuốc hoặc là bón phân. Mấy cây này được tự nhiên hết, nhìn hoa đều. Mình chỉ thu hoạch hoa nở nhé. Bây giờ sẽ cho sấy.